Và bây giờ xin mời quý vị cùng Thanh Ngọc và Quốc Thái chia sẻ những bí quyết nấu ăn ngon trong chuyên mục Món Ngon. Thanh Ngọc nè, Quốc Thái có nghe nói là có sushi chay nữa hả? Dạ đúng rồi, sushi chay là một món ăn truyền thống của người Nhật, hình thức rất là bắt mắt, đẹp mà hương vị là rất độc đáo nữa. Hồi đó giờ Quốc Thái chỉ ăn sushi mặn thôi. Dạ. Không biết là có sushi chay và sushi chay là như thế nào. Vậy thì hôm nay em làm cho anh ăn thử nha. Rồi. Coi chừng bị ghiền luôn đó. Vậy chúng ta cùng vào bếp nha. Sushi là món ăn truyền thống của người Nhật, gồm cơm trộn giấm kết hợp với các nguyên liệu khác. Từ xưa, người Nhật đã biết cách ủ cá, tôm hải sản vào nắm cơm để giữ được mùi vị thơm ngon. Khi ủ, cơm thường được trộn với một chút giấm cho chua chua ngọt ngọt, mà cũng chính vì thế mà cá ủ trong cơm được chuyển hóa thành sushi. Hôm nay Ngọc làm món này đãi anh Thái thì hôm sau anh Thái phải đãi lại Ngọc món khác nha. Rồi, chắc chắn rồi. Nhìn qua nguyên liệu của món này thì thấy rất là thanh tịnh đúng không nào? Dạ. Không có nhiều dầu mỡ nè, tại rồi. Vì mình ăn chay nữa cho nên là sẽ rất là nhẹ, thanh mát cơ thể nữa, và vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn no bụng nữa. Bây giờ Thanh Ngọc sẽ giới thiệu những nguyên liệu làm nên món này. Đầu tiên là chúng ta cần phải có, người ta thường thường là hay lấy gạo Nhật, nhưng mà nhiều khi ở người Việt Nam mình thì không có quen nên là mọi người thích ăn nếp hơn. Chúng ta sẽ chuẩn bị nếp ha. Rồi sau đó là có nấm kim châm, nấm hương, dưa leo, cà rốt, giấm, mè, wasabi là mù tạt xanh đó, rồi nước tương và một ít húng lủi này. Là sau cùng á là chúng ta phải có rong biển để cuộn lại. Chắc chắn rồi. Và đầu tiên là chúng ta phải nấu nếp đúng không? Đúng rồi, đầu tiên chúng ta phải nấu nếp. Chúng ta nấu nếp thì để hơi nhiều nước một chút xíu, đừng có cho khô quá. Hơi chút xíu nhưng mà cũng hơi lâu à. Đang đói bụng nè. Dạ không sao, là bởi vì cái này là em minh họa thôi. Minh họa thôi. Còn em thật sự là em đã nấu sẵn một cái nồi nếp rồi. Bây giờ mời anh Quốc Thái bưng cái nồi nếp qua đây cho em. Hèn chi thấy để cái nồi đây. Rồi, ở rồi. Trong phần, ở cái lõi ở trong thôi. Rất là thơm. Đó, rất là nóng nữa đúng không anh? Dạ. Em sẽ múc một ít nếp ở đây ha. Đó, nếp ngon chưa? Rồi mình làm bao nhiêu đây thôi ha. Hai anh em mình ăn như đây là đủ rồi. Anh đang giảm cân đúng không? Để quay phim cho đẹp đúng không? Bây giờ em sẽ hòa tan một ít đường và muối vào chén giấm này. Đó. Rồi, hòa tan. Và sau đó thì mình để một ít vào thôi, chừng nửa chén này thôi nè, chứ không có để hết vào. Rưới lên hả? Dạ, rưới lên. Rồi, sau đó thì mình sẽ trộn đều lên lại một lần nữa ha. Thế còn cà rốt với lại dưa leo thì Quốc Thái có phụ được gì với Thanh Ngọc không? Dạ được, dạ được. Bây giờ em sẽ nhờ anh Quốc Thái sắc cà rốt với lại dưa leo ra. Như là sắc sợi vậy đó. Sắc sợi giống như chúng ta ăn bánh tráng phơi xương đúng không? Dạ không phải. Dày ha. Rồi. Xong rồi anh sắc ra làm mà dày. Đó. Xong bên này ba. Vậy bên này rồi. Ba. Để chúng ta cuộn vô đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ anh sắc cho em vậy ha. Ok. Mỗi bên ba là xong hả? Dạ. Chúng ta cũng có thể là mình cắt bỏ cái phần hột đi đó anh. Nếu như mà người nào không thích ăn hột thì mình bỏ hột đi. Dưa chúng ta đã xong rồi. Dạ. Nấm hương này thì chúng ta đã luộc trước rồi hả? Dạ chưa, nấm hương này vẫn còn tươi đó anh. Dạ. Anh Thái nhường cho em cái chỗ bên đó nha. Để em xào những cái thành phần này. Bây giờ Ngọc sẽ bật bếp lên, cho một ít dầu ăn vào chảo. Để ít dầu ăn thôi. Chúng ta sẽ bỏ nấm hương vào, dưa leo và cà rốt. Chúng ta cũng xào luôn hả? Dạ, xào luôn. Chúng ta chỉ xào sơ qua với dầu thôi hả Thanh? Dạ đúng rồi, xào sơ qua thôi. Anh Thái cho em một miếng bột nêm. Rồi, cuối cùng là cho nấm kim châm vào. Mấy món này thì cũng rất là mau chín phải không Thanh Ngọc? Dạ đúng rồi. Mà chúng ta đừng có xào kỹ quá là bởi vì mình sẽ bị mất cái vitamin của rau củ á. Anh Ngọc thấy là được rồi ha. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Ở đây á là chúng ta có rong biển, chúng ta sẽ để cái phần nhám lên trên để cho dễ bám ha. Rồi, bây giờ Ngọc sẽ cho cái phần mà mình đã, cái nhân mình xào ra đĩa. Rồi bắt đầu mình sẽ trải cơm ra. Rắc
một ít mè lên đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ để một miếng cà rốt lên nè. Một miếng dưa leo ha. Nấm. Nhìn rất là ngon ha, đầy đủ màu sắc. Ngũ sắc mà lại mà còn thơm ngon dinh dưỡng. Đúng rồi, đúng mà rồi, lại rất là nhẹ bụng nữa. Đó. Sau đó đó là cuộn lại. Cái công đoạn cuộn này là mình phải cuộn cho chắc tay. Đó. Cơm phải nóng thì nó mới dính được. Rồi, chúng ta đã có được một cuộn rồi. Đó, đây. Bây giờ sao? Xong rồi sau đó mình sẽ sắc ra. À. Đây. Đây. Cái dĩa này để cắt nha. Đây. Vậy đó. Dĩa này chúng ta sẽ trang trí nha. Dạ. Bây giờ rồi. Chúng ta sắc ra hả Thanh Ngọc? Bây giờ mình sắc ra. Rồi. Bây giờ em sẽ lấy dầu ăn á, Thái. Em mình thoa lên trên cái dao nè. Khi mình cắt ra thì nó không bị bị dính cái nếp lại đó. Có cắt. Cắt cái này á thì chúng ta bỏ đầu. Bỏ hai cái đầu đi. Tại vì nó không đẹp á. Dạ thì đẹp rồi đúng không? Và trong lúc đó thì Thái sẽ pha nước chấm quậy đều lên đúng không? Dạ. Đó anh Thái thấy không? Chúng ta gọi là sushi ngũ sắc bởi vì nó có rất là nhiều màu sắc nè. Đúng rồi, có 5 màu sắc. Rồi bây giờ xếp ra đĩa nha. Vậy là món ăn của chúng ta rất là giàu dinh dưỡng đây đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trang trí cái húng lũi này lên cái dĩa đồ ăn của mình ha. Cho nó dễ thương một chút thôi. Cảm ơn anh. Đây. Đó. Chấm một ít thôi, nếu mà anh ăn wasabi được nhiều thì hãy chấm nhiều nha. Rồi. Không thôi là xong mũi luôn á. Mặc dù chỉ là nấm thôi nhưng mà chúng ta ăn giống như là sushi mặn vậy đó. Dạ. Tại vì do em chế biến đó. Đúng cho rồi. Nên nó mới ngon vậy có đó. Có gia vị thành ra nó rất nó cũng đậm đà lắm. Dạ. Và cơm thì rất là dẻo. Dạ. Thêm một chút bị đặc trưng của rong biển nữa. Dạ. Và thêm cái wasabi này nữa nó làm cho món ăn của mình thêm ngon hơn, kích thích gia vị hơn nữa. Vậy thì không biết là buổi trưa này anh Thái sẽ đề nghị mọi người ăn món gì đây ta? Chắc chắn là chúng ta sẽ dùng món sushi ngũ sắc cho buổi trưa này kèm thêm là kem trà xanh. Chà, đúng điệu quá ha. Như vậy là em biết là món ăn của em là thành công rồi đó. Rồi. Và nếu như mà quý vị thấy mình làm món này ăn ngon quá thì buổi chiều thôi dắt cả nhà mình ra ngoài ăn đồ nướng của Nhật Bản luôn đi. Được không anh Thái? Thấy được đó. Nè, bây giờ chúng ta dùng tiếp nha.